Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh. Con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm. Hôm nay con có câu hỏi xin kính hỏi đến thầy ạ. Vừa qua con có đi gặp một vị đồng tu. Khi giới thiệu đến pháp môn niệm Phật hộ niệm để đới nghiệp vãng sinh, tức là 10 niệm lúc tâm chung, thì chư vị này có nói rằng tôi có thể đảm bảo được về cái 10 niệm lúc tâm chung này. Vì là hiện nay trước đây tôi đã tu học theo pháp môn tự niệm bất niệm, cho nên là giờ đây trong tai của chư vị đấy luôn luôn nghe thấy câu A Di Đà Phật. Con nghe thấy vậy mà con nói con giật mình. Con nói là cái pháp môn này thì là đúng, là cái tiếng đó là giả, đâu phải thật, đó là vọng tâm với bác. Thì là bác cũng có nói rằng là bảo đây là con nghe thấy thật. Như vậy thì con cũng xin hỏi đại thầy là con nói như vậy có đúng hay không, và xin thầy giảng giải cho chúng con được rõ để chúng con hiểu thấu về hành hướng về pháp môn niệm Phật hộ niệm này, để chúng con có phước phần vãng sinh lên phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ bác Trí Đức, nói lại là bác nói với họ làm sao, nói lại cái chỗ đó kì. À, là vị đấy là nói là vị trước đây vị có theo học về cái pháp môn tự niệm bất không nói là khi bác Trí Đức trả lời người ta làm sao đó, cái chỗ đó tôi chỉ cần nhiều chỗ đó thôi. À, vâng ạ, con trả lời với chư vị ấy rằng là cái tiếng đó là giả đấy bác, là nó là vọng tâm đấy, không phải là thật đâu. Thế là bác phải cảnh giác cái đó. Thì con trả lời như vậy thì có đúng hay không, con xin thầy giải thích chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. À Di Đà Phật. Xin thưa thực là khi sau này nhớ là bác Trí Đức phải nhớ là đừng nên kêu cái pháp khách cách tu người ta ra làm cho giọng khó trả lời lắm nha bác. Bác nói là có người nói như vậy thì nó không đụng chạm, nhưng mà kêu cả cái cách tu làm cho giọng ngỡ ngàng không có cách nào nói được. Cho nên chú ý, xin chú ý nhắc nhớ là khi mình đưa ra đừng bao giờ kêu tên kêu tuổi, kêu cái pháp môn người ta ra, nó không có hay. Chư vị có đồng ý không? Đồng ý thì vỗ tay đi. Nhớ nha bác Tây Đức, tuyệt đối xin chư vị tổ đức. Có nhiều người đưa còn vị này rồi làm chức vụ nào ở chỗ nào nữa thì rất là kẹt, chư vị không? Thì bây giờ xin thưa với chư vị, cái danh từ gọi là bất niệm tự niệm nó tương đương với danh từ là niệm vô niệm. Nó thuộc về cái dạng chứng đắc nhất tâm bất loạn rồi. Nếu thực sự là một người đạt đến cảnh giới mà niệm vô niệm, tức là đã định tâm rồi, gọi là niệm Phật tam muội rồi, họ có thể đạt được những cảnh giới mà mình không cách nào có thể suy nghĩ ra. Chứ không phải là khi một người đã chứng đắc rồi để đi khoe cái chuyện đó ra đâu. Mong chư vị phải nhớ cho cái điểm này. Một người đã thực chứng không bao giờ khoe ra, mà một người khoe ra thì phải cẩn thận vô cùng. Vì xin thưa thật với chư vị, có những cái hiện tượng mà ví dụ như cụ thể những người ù tai. Ù tai nghĩa là sao? Là có những cái tiếng, cái âm thanh luôn luôn có trong tai của họ, có lúc như ếch kêu, có lúc như tiếng mưa rơi. Nếu một người buồn cứ nghĩ rằng là tiếng khóc, thường tự nhiên cái tiếng ù tai nó biến thành tiếng khóc. Có nhiều người tiếng là tiếng A Di Đà Phật nó biến thành tiếng A Di Đà Phật. Nếu thực sự mà họ có biết huân tu thì tiếng đó có thể giúp cho họ niệm Phật cũng được, nhưng đó không phải là hiện tượng chứng đắc. Coi chừng không phải là hiện tượng chứng đắc thì chúng ta cũng hết sức là cẩn thận. Tại vì nếu mà mình tham đắm vào đó có thể bị các vị chuyển. Ví dụ như người ta lập thành một cái tiếng A Di Đà Phật cho mình thì sau cùng người ta cũng chuyển thành một cái tiếng khác. Chính vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm Phật mới nói câu này nè: nhược tác thanh giải, tức thọ quần tà. Đừng bao giờ tự cho mình là đúng, đừng bao giờ tự cho mình là đủ, đừng bao giờ tự cho mình là đắc. Nếu mình sới cho mình là đắc thì tức là chắc chắn, thọ là thọ nặng, quần tà là ngũ âm ma,
thân thể chúng ta là ngũ âm ma chư vị ơi. Rất cẩn thận. Nếu những vị này mà thực sự đã có công phu đạt đến cái chỗ niệm vô niệm thì cái đó mình không nói. Nhưng mà nhiều khi phàm phu chúng ta thường khởi tâm vọng động, ảo giác sinh ra rất nhiều, vô cùng cẩn thận. Diệu Âm đưa ra cho chư vị một ví dụ. Có người đã báo cáo rằng là hàng ngày tôi gặp được A-di-đà Phật, tôi nói chuyện với A-di-đà Phật bất cứ lúc nào, lúc nào mà tôi còn Ngài là Ngài hiện ra liền. Vị đó đã thường xuyên làm như vậy và giữ định được là ngày đó, tháng đó tuyên bố đàng hoàng tôi vãng sanh, nhưng đến bây giờ đây vẫn chưa được vãng sanh. Thưa thật với như vậy, Diệu Âm gặp rất nhiều người. Có nhiều người ra định ngày đó, tháng đó tôi vãng sanh. Bây giờ hỏi cư sĩ Âm muốn tôi vãng sanh kiểu nào, ngồi hay đứng hay nằm. Tôi đề nghị vị đó viết cho tôi một cái thư ghi rõ tôi tên tuổi là gì, để khi mà Ngài vãng sanh tôi trương cái thư này ra cho mọi người biết là đây là người niệm Phật biết được vãng sanh. Nhưng mà giọng khôn khéo vô cùng, không bao giờ mà thổ lộ những cái tin tức này trước khi người đó vãng sanh. Nhưng mà sau cùng thì không có. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy, phải lấy cái lời khai thị của ông tổ tuyệt vời lắm chư vị ơi. Luôn luôn lấy tâm trí thành trí kính để tạo ra cái đạo nghĩa màu cho mình được vãng sanh. Chớ vội khoe khoang, nhiều khi mình bị vướng nạn. Đây là lời nói của tổ sư, rất khớp với kinh Phật nói. Mong chư vị hiểu được như vậy. Chúng ta phải lấy lòng thành kính mà tu, kết hợp lại với nhau. Nếu người nào tới phê phán mình, chắp tay cảm ơn hết, thì tự nhiên chư hộ pháp gia trì cho mình, thương mình vô cùng, bảo vệ cho mình. Chính nhờ sự bảo vệ của quý Ngài mà mình mới được vượt qua ách nạn của nhiều chướng nạn mà mình đi vãng sanh đó. Chứ không phải là do cái năng lực chứng đắc của mình đâu. Phải không bác trí đức? A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi vừa rồi đã kết thúc chương trình hội thảo tối hôm nay.